Dạ, con sai thật rồi. Chẳng lẽ thầy đuổi con đi thật sao? Vậy ra con tới đây cũng chỉ vì tờ giấy chứng nhận đó thôi sao? Dạ đúng, thưa thầy. Vậy con có nhớ là muốn lấy được nó phải qua 3 kỳ thi? Dạ. 2 năm nữa con mới được dự kỳ thi. 2 năm à? Nhưng sao trong thư thầy nói là năm nay sẽ cho con thi mà? Đó là hình phạt cho người làm bánh mà quên đi thiên chức của mình, phá hoại nguyên liệu, lại còn vu khống cho người khác nữa. Vậy là 2 năm nữa thầy mới cho con thi sao? Nếu thấy không đợi được thì cứ ra đi bất cứ lúc nào còn muốn, không nhất thiết là phải ru rú ở đây. Tình yêu đâu phải hy sinh là sẽ giữ được một người mãi mãi, càng không phải cô níu với hai bàn tay ai ở bên. Vì sao không yêu?